Hello, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Ở này mọi người thấy cái ngôi nhà Palace rồi. Ngôi nhà này là người ta là ở đây người ta thấy là ma cũng rất là nhiều nha mọi người. Nhiều người thấy lắm á. Hôm nay mình sẽ đi qua cái căn nhà này và mình quay xung quanh cho mọi người xem nha. Xong mình khám phá luôn nha mọi người. Đó. À, này mình lên đây chơi nha mọi người. Lên Ba đây lát chợ ma rồi. Hồi đó con à. sứ này mấy trăm ngàn ký, Ừ, đúng giờ mắt còn làm có thuốc mấy ngàn làm à. thuốc á, đi quá trời. Ba lát à. Ở đây nó đang xây khách sạn lớn nha mọi người nè đó. À, đây có mấy gốc sứ nè, khỏi nó tới luôn. Sứ này là mấy chục năm không nha mọi người. Quá đã luôn. Đây là bên ngoài mọi người. Đây là nhiều người đã la căn nhà này có ma nha. Mình đi vô phía bên trong nha mọi người. Tám nha mọi người, nó sửa tôi sửa lại đang xây chừng không biết sao nó bỏ luôn đó. Tôi sửa rồi nó bỏ lại, nó bỏ luôn nha mọi người. Bên trong đầu vật tư nó vẫn còn nè, bọc rác á bên trong nha. Đây nó có cái tầng hầm nha mọi người nè. Ở cái hầm gì mày quay gì mày hết hồn đây đó. Thầy cũng à, bên này cũng vậy nè. Bên này thì nó lúc trước cũng đang xây khách sạn tự nhiên nó bỏ luôn. Bây giờ nó dời ra phía trước nha mọi người. Giờ ra đường chính nó xây à. Đây chung có người ở đó, người ta ở nè. Lùm hết đó. Có sự người thiệt đó, chưa phải giỡn. Có gì đâu. Bình thường. Đây nha mọi người nè. Đây nó cúng đồ cái này lắm nè mọi người. Đó. Gì? Thì có đâu có kiến nữa kìa. Tối thùi ông ơi, giống đồ tối thùi anh. Nó cái tầng hầm tối lắm. Có gì đâu, tao bật đèn cho. Mày lên dạ chưa? Em chim cút dạ chưa? Chẳng tí gì lúc trước cũng chưa lần nào á. Tao chưa dám vô lần nào luôn. Tối quá. Đi. Tối thôi à. Ở đây nha mọi người. Có để cúng rồi chung mà. Về quá. Đi ra chắc khu. Mà đi lên luôn nha mọi người. Ghê quá. Nó nói chung mình không dám lên nè, không dám vô mà nó có cái đường hầm ở trong dưới đó đó. Ghê quá. Đó. Đó là cảnh xung quanh nha mọi người. Giờ mình lên phía lầu 1 nha mọi người. Ở đây thì nó đang tu sửa lại nó bỏ luôn. Không lên được. Mình không lên này. Đó, bấm trên. Gì nó trên không lên gì máy. Trên đầu á, trên đầu là nó quay. Cái khu khách sạn này cũng lớn nè, lúc trước đang xây cũng bỏ luôn. Đó. Kia là núi nè. Núi bên đẹp nước ngọt nha mọi người, bình đạm nữa. Đây. Nghe nhiều toàn lắm. Lên đây chơi.
Đây là lần đầu tiên cũng lên đây, vô đây cũng mấy lần rồi mà không có lên, tại giao ban đêm mà. Đó. Mát quá mọi người. Nhiều ngóc ngách luôn nha mọi người. Hôm nay có căn nhà này. Đó, bữa nay là ngày cúng dinh cô nha mọi người. Đó. Này là cúng dinh cô đó. Nên người ta rất là đông luôn á. Chung khách rồi cũng rất nhiều nha. À, khá đông luôn á. Này nè, đi đâu? Đây. Đó. Lên nha mọi người. Đó. Lên lầu 2 nha mọi người, đây lầu 2 nè. Ừ. Nó đang xây tu sửa lại cái nó bỏ luôn. Nè. Còn dòng phía trên nè mọi người. Ở dưới là cũng có con phụng nữa, đây có hình con rồng. Lên lầu 2 hình rồng nha mọi người. Thôi mình đi xuống, cái gì? Thì người ta dẫn người ta đi lên người ta cúng á. Ở đây người ta lên người ta cúng người ta đốt rồi. Đợi mọi người. Ừ, cái này giống mấy người ta xin xin số quá. Ở đây nếu mà ban đêm mà không dám lên nha mọi người, khá là ghê. Giờ lên tầng cao hơn ở trên nhìn xuống biển nha mọi người, này view biển nè, khá đẹp luôn nha mọi người. Nè. Đó. À, bên đây là phía bên trước này nha mọi người nè, đó bên trước nè, đó bên đây giờ nó đang xây nè, xây khách sạn nè, nha mọi người đó. Giờ du lịch càng càng phát triển á, qua xa xa bên kia là bên Vũng Tàu nha, đó nó mà mài đó bên Vũng Tàu à. Đây lên trên luôn, lên trên đẹp nữa. Chung ở đây nó nhiều chuyện tâm linh mọi người. Người ta đem đồ lên nó cúng tùm lum này. Giờ mình lên tầng trên luôn nha. Lên trên phong cảnh quay xuống khá đẹp luôn nha mọi người nè. View đúng đẹp luôn. Đó, xung quanh núi không, đẹp không? Đó. Quá đẹp luôn nha mọi người nè. Cái nhà này cũng đang nó đang xây không biết sao mà tự nhiên cái nó cũng bỏ luôn. Này nó cũng xây 2018 hay gì đó, nó xây khách sạn lớn luôn mọi người, gần Hoàng Thiện rồi, động không biết sao, hiểu sao nó bỏ luôn. Giờ lên phía trên nha. Thì nắng mà. Ở ra đây nè. Đó là lên tận sân thượng nha mọi người. Đó, đúng mát luôn, khá đẹp nha. Rồi view, lên đây view biển. Lên đây view biển nhìn đẹp quá ta. Khá đẹp luôn nha mọi người.
không? Bữa nay lấy cũng nhìn cô á nên quá khá đông nha mọi người nè, xe đông nè, quá trời luôn nha mọi người nè. Nay khách lại rất là đông luôn á. Tàu đang chạy vô để trói rước cô rồi. Ở còn ở đây là tàu nè, nó đang chạy vô nha mọi người nè, đang tối nó rước cô á, mấy tàu đánh cá nè, có cầm cá từ từ nó sẽ tới chiều nó cặp vô nè, ở đây nó đang vô nó khá nhiều nha, xa quá đó, view là khá đẹp nha mọi người. Đi nhà ơi, đi nắng quá tắt hả? Ừ. Bên kia này đó, kia cũng vô quá trời luôn nè, thấy không? Ở bên đó là bên này, bên đây Vũng Tàu nè, à, Vũng Tàu này nha mọi người, hơi xa quá, thấy mờ mờ rồi. Đây là toàn cảnh này trên nha mọi người, trên lầu nè. Bây giờ mình đi xuống luôn nha. Đây. Giao đầu mình đi xuống nha mọi người. Mát ghê ta. Hết quay rồi, tắt đi tí. Tắt cái gì đấy nó hao pin mày. Tắt nguồn kìa. Giao đầu mình đi xuống rồi. À, giờ đây đây cũng khủng rồi. Lộ một lần phụng rồi hai con rồng. À, mình cũng chung đây cũng mấy lần rồi, lúc trước không có dám lên. Đi hay ra ban đêm á. Cũng có người ta ở bên đó, đó. Đêm đi vô ta ngủ đó. Người không có nhà cửa đi vô ta ở đó, mọi người đó. Mình xuống luôn, bây giờ mình xuống tới đất rồi nha mọi người. Đó. Đi ra nè, đây là khung cảnh bên ngoài nha mọi người nè. Đây còn nguyên cái vàng sứ, vàng sứ này cũng là thứ cổ thụ không nha mọi người. Đó. Nói gốc sứ. Gốc nào hôm nay khỏi nói tới luôn, bự bự không nha mọi người nè. Sứ đây gốc sứ cổ thụ. Ở đây có cái cây nó lên nha mọi người nè, nó bám vô trong tường luôn nè, đó nó lên luôn, nó bám lên luôn nha mọi người. Ngôi nhà này khá lớn nha, này là ngôi nhà ba lát nha mọi người đó. Nhà này tính ra nay cũng 40-50 năm rồi. Theo mình nghĩ là như đó thôi chứ mình cũng không biết nữa. Đó là cái vàng sứ nè. Quá trời bồng. Dầm xuống nè mọi người nè. Đi ra.